Đang xin chào bạn. Số này đang xin giới thiệu các bạn cần UA. Chiều dài 5m4, độ cứng 8H. Thằng này chơi gọi lực đấy các bạn. Đây phần chuôi cần. Phần chuôi cần. Hãng UA sản xuất. Màu xanh tím. Và trắng. Đây là phần ngọn đây các bạn. Đo ngọn các bạn xin xem. Ngọn 2 ly. Hơn 2 ly thì 2 ly rưỡi. Rất cứng. Bạn giơ cần ra nó thẳng thẳng tắp luôn. Xoắn nhỏ đây các bạn. Kẻ ngang, xoắn ngang. Cái ngọn này phủ bóng mà cái đây là thân cần thì không phủ bóng, mỗi ngọn phủ bóng thôi các bạn. Rất to. 2,5. Bạn chơi bạo lực thoải mái. Hãng UA. UA sản xuất. Rất đẹp, cần rất đẹp. Vừa rồi thầy đang xin đã giới thiệu các bạn cần tay HUA độ cứng 8H, chiều dài 5m4. Thầy đang xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của thầy đang xin.